Các bạn ơi sợ quá quá. Rồi con gì vậy ta? Rồi chạy lên kia. Và các bạn ơi, bạn Ken đang làm một ông bù thủy nha, ông bù thủy nhảy ngựa. Ghê quá. Rồi chạy về mở kẹo ra thôi. Wow, ai đây ta? Xin chào các bạn đi. Và các bạn ơi, hôm nay bạn Ken sẽ làm cậu bé phù thủy nha, cậu bé xù phù thủy đi săn kẹo với Pikachu thôi. Ghê quá. Rồi bây giờ mình đi săn thôi. Wow, cái gì đó? Pikachu sợ quá chạy hả? Rồi đi săn nha. Rồi đi kẹo xuống thôi, sợ quá kẹo xuống. Wow, con gì đó? Kẹo nó xuống. À con gì vậy? Ken, con đó con gì vậy? Đâu cho các bạn xem thử. Đây, ta cầm giùm nha. Các bạn ở đây một con Pikachu màu vàng. À còn hai cái kẹo kìa. Rồi bỏ vô thao đi. Bỏ vô thao này nè. Rồi bỏ vô thao gạch đi, cho Pikachu trong thao gạch nha. À Pikachu để ngoài đất hả? Rồi đi săn tiếp thôi. Đâu? Wow, ghê. Chạy nữa hả? Rồi. Rồi giục luôn rồi. Ở đâu rồi? Chết queo chưa? Rồi. Quả con này con gì vậy? Đâu cho các bạn xem thử. Đây các bạn ơi, một con Pikachu. Quả con này con mèo nè. Con gấu mèo á. Con trắng. À con màu trắng hả? Rồi bỏ nó chung đây nha. Rồi lượm hai cái kẹo về thôi. Quả kẹo gì ngon chứ hả? Quá các bạn ơi, cái này không phải kẹo nha, cái này rau câu nè. Quá wow, rau câu ngon quá. Rồi mình đi bạn theo bạn Ken săn tiếp thôi. Quá wow. Con Pikachu màu gì vậy? Quá wow, con Pikachu màu đỏ sợ quá hả? Wow, các bạn ơi, đây là con Pikachu khủng long nha. Quá wow, rồi chết chưa, bắt nó lại đi. Rồi nó chạy ra mưa giờ nè. Rồi bắt vô. Ủa con chạy đồ chơi mà. Hả đồ chơi không có chạy được hả? Đây các bạn ơi, một con Pokemon. Đây. Màu đỏ. Rồi nè, dẹp vô. Và rồi lượm hai cái kẹo ra luôn. Và nguyên hao kẹo rồi. Rồi còn đâu nữa không? Quá con gì đấy ta? Quá các bạn ơi, một con Pokemon rắn nha, với một cái kẹo rau câu màu vàng. Wow. Rồi bạn Ken đã bắt nó về rồi. Ừ, hai cái luôn. Rồi mình đi bắt tiếp thôi. Đâu? Quá các bạn, một con Pokemon chim. Một. Ôi nó cao quá. Con khiều xuống, con lấy cây con khiều xuống. Ừ. Đúng rồi. Wow. Rồi bắt nó lên. Rồi con chim nó chạy đó. À đồ chơi không có chạy được hả? Rồi bắt tiếp thôi. Wow, hai cái kẹo rau câu luôn các bạn ơi. Wow, một cây màu cam và một cây màu trắng nha. Rồi bây giờ mình đem về mình gỡ ra thử nha. Wow, xin chào nha, xin chào con ma nha. Con ma tên gì hả ta? Cướp. Wow. Wow các bạn ơi, đây bạn Ken đã săn được quá trời luôn nè. Đây cái gì đây? Bốn con Pokemon và quà kẹo. Không, cái này là rau câu á, phải rau câu không? Rồi bây giờ bạn Ken sẽ giới thiệu từng con Pokemon cho các bạn xem và mình ăn rau câu nha. Con đó con gì con? Con này. Cá Pikachu. À một con cá Pikachu. Là con Pokemon cá đó các bạn ơi. Rồi con gì nữa? Một con chim. À một con thú chim Pokemon màu vàng. Cái chân nó màu gì con? Wow, cho nó bay luôn hả? Chim này bay được không? Bay được, nó cánh dài bộ đây nè. À vậy hả? Giống như chim để bàn vậy. Chim nhà bà nhỏ chứ con chim nhà bà bự ra luôn. Ồ vậy hả?
Rồi mình coi con khác đi, còn con nào nữa không? À con đó con gì á? Con cũng ăn bùa cỏ, một con đỏ. Wow, các bạn ơi, một con Pokemon cũng lông màu đỏ nha. Con này phun lửa luôn á, ghê quá. Phun lửa. Wow, sợ quá. Rồi. Wow, một con gì màu trắng vậy ta? À, một con gấu mèo á, gấu mèo Misa màu trắng á. Không phải đâu, lúc con khủng long nó dài ra. À, con này lai với con khủng long luôn, khủng long luôn á hả? Con có chảy nước ra không à? À, con bớt thử coi. Con bớt cho nó chảy, con bớt từ dưới đít á. Ba câu câu rồi. À, đây ba bớt dùm cho con ha. Rồi. Không, nó tổ và ba ăn cho câu bự đi. Rồi, wow, wow, ngon quá, cảm ơn. Cái này là rau câu mùi cam nha, ngon lắm á. À, bóp ra cho bạn xem nè, đó nó nhiễu nè, nó nhiễu nè. Đây, 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 đây. Wow. Wow. Ừ nè, không ra bóp. Nhiễu rồi hả? Rồi, ngon không? Ai bóp miếng nữa. Wow, 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 wow. Rồi, hút vô, hút vô. Wow, ghê quá các bạn ơi, bọn cây đang hết một cây rồi nè. Rồi, dục luôn. Ừ, dục ra ngoài đó luôn. Rồi, để cây này ra ba bóp cho. Dục ra trời mưa luôn. Ừ, ra trời mưa luôn hả? Thôi, bây giờ mình ăn cây... cây màu đỏ. Rồi, mình ăn cây màu đỏ nha. Rồi, để cây... Cắt đứt ra. Chiu, chiu, chiu. Cắn con rắn chết mèo. Ừ, chú rồi. Cắn con rắn chết mèo lại. Đây, đây ba bóp ra cho con nó có mùi gì nha. Ba bóp mùi này cho con ăn đi. Rồi. Wow. À, ha, ha, ha. Ờ, bạn kia không có hả hậu lên nó rớt rồi. Nó rớt xuống đây rồi, ghê quá. Rồi hả hậu lại nha. Hả hậu lại đi chứ để nó rớt nè. Rồi lấy tay ra cho các bạn xem nhé. Wow, rồi hết rồi các bạn ơi, bằng khen thúc hết rồi nè. Rồi quăng đi. Rồi bây giờ mình ăn cây màu gì ta? Ăn cây màu vàng. Quên hỏi nữa, cây màu đỏ nó có mùi gì? Mùi dâu hả? Thôi các bạn ăn cây màu đỏ có mùi dâu, nhưng mình ăn cây màu vàng nha. Rồi cây mùi cắt đứt con cắn hết luôn. Ừ, cắt đứt con cắn hết luôn hả? Và wow, cây màu vàng này chắc nó có mùi thơm nè. Nước trà luôn. Nước trà luôn. Nước mùi cái chiếc mồm. Ừ, xịt nước xuống đất luôn rồi. Rồi. Ôi, bằng khen tự bóp được luôn. À, ngon không? À, bằng khen không có hút được rồi. Đây, mà bớt cho con hút nha. Rồi, hút vô. Chiu. Chiu. Wow, rồi. Rồi hết đây nè các bạn ơi. Mùi gì con? Thơm không? Mùi thơm hả? Dạ. Ừ, mùi cái thơm thơm quá. Rồi, mùi thơm giờ... còn mùi thơm rất cay luôn. Wow, còn một cây rau câu rồi, cuối cùng luôn. Cây này màu xanh nó cay đẹp lắm nè các bạn ơi. Đây. Và cây này không có xịt nước. Đây. Nước vô chân con rồi. À, nó xịt vô chân con luôn rồi hả? Ăn ba cái gì kỳ vậy? Xịt nước vô chân con nè. Tại con để gãy. Rồi, đây đây. Con bóp cơ ba bóp cái nhỏ. Rồi, con bóp nha. Wow, ngon không? Rồi, hả ông ra, bà đổ vô. Ngon không? Cắm luôn, cắm cao lên. Ừ, đó, đúng rồi. Wow. Ngon không mà nút dữ con, ngon không? Mùi này ngon không? Mùi này nó có mùi gì? À, mùi bạc hà hả? Mùi sinh ra bạc hà hả? Rồi, bóp cho nha, bóp phụ cho. Rồi. Rồi, bạn kem giỏi các bạn ơi, bạn kem bóp hết luôn rồi nè. Wow, ngon thiệt chứ. Rồi, bỏ đi, mình còn gì nữa đây? Wow. Ủa, nó nhiễu luôn vậy? À, nhiễu. Wow, các bạn ơi, đây là năm cây rau câu năm màu luôn. Cái này là rau câu bằng có cái bịch nhựa chứ không phải rau câu như vậy nữa. Rồi, bây giờ mình ăn thử nha. Bây giờ mình cắt lần hai cây nha. Không, con không ăn nữa đâu, con câu răng.
Tớ mang cái này hả? Thôi vậy ba cắt một cây thử ra coi nó thế nào nha. Con cầm đi ba cắt thử ra coi. Ừ, thôi đừng có để tay vô đứt tay đó. Rồi, 1, 2, 3. Đây, có gì vậy? Chạy nước chai luôn nè. Rồi cho ông Mai ăn đi. Cho ông Mai ăn miếng đi. Ôi. Cho ông Mai ăn miếng nữa. Ôi, thèm quá à, bạn Kiên ơi. Đây, ơi à, mình ăn mình không có hửi đâu, bỏi không ăn ngọt quà no quá à, mấy ba bạn trên nha, cảm ơn nha, bye bye. Cái đầu cắn quá quá. Rồi bây giờ mình mở cây màu xanh lá cây nha các bạn, để coi nó có mùi gì đây. Chiu ba đứa xịt. Ừ. Nó chưa đứt á hả? Còn kéo đứt không? Được. Đây, cắt ra. Rồi, đứt rồi. Ta là con mò màu đen với màu xanh nước biển này, cho ta ăn đi. Không cho ta ăn, ta cắn đó. Rồi, liếm nha, ngon quá. Ui, mùi này mùi bạc hà ngon quá bạn Kem ơi. Trời ơi, ngon quá. Rồi, no rồi, tụi máy bay tới về nha. Rồi qua các bạn ơi, còn 3 cây này nha. Rồi bây giờ con mình tạm biệt mấy bạn này, hẹn các bạn video lần sau nha. Wow, bà Kem kéo dài ra luôn được các bạn ơi. Rồi há hổng ra coi. Há hổng ra. Nó nguyên con rắn vậy hả? Quá rắn. Ôi, ghê quá. Quá rắn, quá chết. Rồi, bỏ dưới đất luôn rồi. Thôi, bỏ dưới đất là không ăn nữa nha, dơ đó. Rồi, rồi. Bỏ dơ rồi, dục đi. Rồi, bye bye. Bye bye các bạn đi. Bye. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye.